ai tự tin về cái vốn ca dao của mình nhiều nhất? Bỏ đi, một người bỏ đi, hai người bỏ đi. Tự nhiên tái ho, bên đây bệnh ngang. Sao lại thấy nghĩa trẻ mà đẹp trai? Trời ơi, đó là cái câu mà hầu hết tất cả các đồ chơi đều nói khi nghe anh nói là anh là người cấp vốn. Anh nghĩa hợp với em nè, em tên Trang nè, hai mình hợp nha. Nghĩa Trang hả? Nghĩa Trang hả? Nãy anh thấy Trang phóng lên đây là em phóng lên theo quán tính, thế bên kia là mình chạy theo hay sao? Đẩy em lên. À, đẩy lên là lên thôi. Chứ không biết lên làm gì hả? Dạ dạ. Tại con này lạ quá, em đọc cái gì mà lia cái em cái chậu. Rồi em, cái từ đó quan trọng thiệt. Rất quan trọng luôn. Đúng rồi. 6 triệu đi. Ok, giao dịch thành công. Mở OB2 bên đây lên. Trời ơi. Ủa gì trời ơi? Ông làm sao em biết được từ đó? Sao đây biết rồi? Ủa, biết rồi mua làm chi? Em là người đòi mua chứ ai mua? Sao tự nhiên sao? À, cho tụi em xin chút tiền làm vốn chơi tiếp chứ không. Thôi bây giờ mấy hai đứa hát một bài về anh đi. Ừ. Bài gì có chữ nghĩa? Trong trai nghĩa mẹ. Tình nghĩa đôi mình chi thế sao anh. Đúng em, chỉ có thế thôi, không cấp nha. Vốn là nổi tiếng thật thà, nó chơi cái game nào nháo hết, không có biết cái gì hết trơn, vô ngồi cho đẹp đội hình em. Em không đẹp đâu nha. Bây giờ vậy. 5, 6, 7 vô. Bạn bè là nghĩa tương chi, sao cho sau trước một bề mới mới nên. Lấy cái sầu. Chốt không? Dạ chốt. Cũng không còn gì đâu mất. Không, sao cho sau trước một bề vậy? Em nói anh Nghĩa nghe được đúng không? Không, nó nói cái chữ hê đó. Thôi, thấy không? Anh nghe rồi mà. Không có nghe anh, hồi nãy nó nói. Quên hết trơn rồi. Nó nói gì đó. Nó nói gì? Bây giờ người ta kiện cáo kìa. Đó, chỉ là khuyên thành thật thôi ha. Chơi thì mình phải chơi cho nó hết mình. Dạ. Bớt dạy gái. Anh ơi cứ tiếp tục vậy đi. Đây Thảo rất đẹp đúng không? Xinh đúng không? Nhưng mà Thảo có chủ rồi. Có chủ. Ủa, rồi. Còn em nè. Còn em nè. Bán Trang. Thôi em thấy em hợp ảnh á. Thôi. Đừng đừng. Vợ đẹp là vợ người ta. Em xấu là vợ của ông rồi. Ủa gì vậy ta? Em ơi liêm sĩ. Liêm sĩ, liêm sĩ. Nè nè nè, cho miếng khăn giấy chùi nước miếng nè. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.